chương 1, nghe chọn bộ tại mê audio com Mệt mỏi ngáp dài, giang thục anh lăn trên giường một phòng. Đêm hôm qua cô thức khuya để đọc hết cuốn tiểu thuyết Hào quang nữ chính kia, nội dung nói về cô nữ chính vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện ngây thơ trong sáng. Nhưng bên trong lại có chút âm hiểm, được nhiều Mỹ Nam theo đuổi, rồi bị những nữ phụ ghen ghét hãm hạ. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com sau khi ổn định lại tâm trạng, thiên vi bắt đầu vạch ra kế hoạch thay đổi số mệnh của nữ phụ của mình. Theo như những gì trong tiểu thuyết thì sau khi tịch đồng mất, An Thiên Nam liền dọn ra khỏi An Gia đến tịch Gia, còn giúp ông ngoại mình tiếp quản công ty giải trí tịch thiên. chương 3, Mua sắm nghe chọn bộ tại mê audio com. Sau khi xuất viện, Thiên Vi bị tưởng giao và Thiên Nam cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới được ra ngoài hiện tại cô đang cùng tưởng giao đi làm tóc và mua sắm xe dừng lại trước một tiệm salon nổi tiếng cả hai cô gái vui vẻ bước ra khỏi xe cùng nhau vào tiệm vừa vào cửa những nhân viên đều đổ dồn ánh mắt về phía thiên vi thì thầm to nhỏ tưởng giao nhìn cô gái nhỏ cạnh mình lo lắng trước đây cô đã từng bắt gặp cảnh thiên vi đánh một nữ nhân viên vì cô ta nói xấu thiên vi mặc mọi chỉ trỏ soi mói mình, thiên vi vẫn thản nhiên không quan tâm, họ không có lỗi, lỗi là do cô trước đây ngu ngốc tự tạo tiếng xấu cho mình. Giao chương gi 4, chạm mặt ở trường học, nghe chọn bộ tại mê audio com. Đại học X là trường nổi tiếng nhất trong thành phố A, đa phần những người có thể học ở đây là con nhà giàu mới có thể chi trả nổi học phí. Cũng có một số sinh viên học ở đây nhờ học bổng thiên vi nhớ lại vài tháng trước sau khi mẹ mất cô nhất quyết bắt cha cô cấp tiền cho cô vào đây học tốn một khoảng rất lớn khi đó cô làm thế vì cái suy nghĩ ông ta nợ mẹ cô cô muốn tiêu thật nhiều tiền của ông một phần nguyên nhân khiến cô muốn học ở đây vì tưởng thụ nhân gạch dưới em trai chị tưởng giao cũng là thanh mai trúc mã với cô còn có cố khang kiện gạch dưới em trai cố hạo nhiên cũng là bạn thân của tưởng thụ nhân cả hai bọn họ đều bị nữ chính mê hoặc nên thiên vi quyết định bám theo họ để chia cắt họ chỉ có điều cô thì làm sao đấu lại được với nữ chính thông minh xinh đẹp thánh thiện kia được nên kết quả bị nữ chính hại đến mất mạng nhưng thiên vi bây giờ thì khác cô sẽ không đâm đầu vào chỗ chết cô chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày vì thế hôm nay cô quyết định đến trường để thôi gạch dưới học Thiên Vi mệt mỏi ngáp dài sau một hồi nghe bà hiểu trưởng giảng đạo, Thiên Vi giơ cờ đầu hàng, bỏ lại anh trai cô một mình nghe giảng. Lửng thửng đi dạo trong sân trường, cũng may trường này cực rộng lớn. Nhiều lớp nên có một số sinh viên chỉ biết tiếng xấu của cô chứ không biết mặt cô nếu không nãy giờ cô đã người ta nhìn chằm chằm bàn tán. Đi gần đến căn tin trường cô định vào kiếm gì lắp bụng nhưng mới đi được vài bước cô đã gặp phải ôn thần. Trước mặt thiên vi bây giờ xuất hiện ba người, một nam hai nữ. Chàng trai cao khoảng 1 m tám, mái tóc đỏ hung bắt mắt, mắt phượng hút hồn, thân hình cao to, rất điển trai. Hai cô gái kia một người có mái tóc nâu và một tóc đen. Cô nàng tóc nâu không có gì nổi bật bằng tóc đen. Cô gái tóc đen có gương mặt baby, mắt to tròn, đôi môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng hồng, thân hình ba vòng chuẩn. Thiên Vi chị rất nhớ em, cô gái tóc đôi ôm chầm lấy Thiên Vi nói, những người trong căn tin cũng bắt đầu chú ý đến nhóm người bọn cô. Thiên Vi mệt mỏi thở dài, ba người vừa đến cô thật không muốn gặp chút nào, chàng trai là tưởng thụ nhân gạch dưới nam chính, luôn khinh thường. Mắng chửi cô mặc dù đã từng là thanh mai trúc mã với Thiên Vi cô gái tóc nâu là triệu băng di gạch dưới từng là bạn thân của cô nhưng bị nữ chính dụ dỗ hiện giờ là bạn của cô ta trương nam giả bệnh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tưởng thụ nhân cùng triệu băng di lái xe từ trường học đến bệnh viện tâm trạng cả hai lúc này đang rối bồi họ biết thời gian qua họ đã làm tổn thương thiên vi rất nhiều dù giờ có làm gì thì cũng đã muộn triệu băng di nghẹn ngào nhìn tưởng thụ nhân đang lái xe hỏi thụ nhân thiên vi sẽ không sao đúng không anh tưởng thụ nhân không đáp hóc mắt đỏ hoe khi thấy cô ngã xuống đất khó nhọc hô hấp lúc đó cậu rất sợ sợ cô sẽ biến mất sợ mình sẽ không còn cơ hội để xin cô tha thứ những gì mình đã làm với cô trước đây càng nghĩ tưởng thụ nhân càng hoang mang cậu hối hận vì sao mình không tin cô để cô chịu nhiều ủy khuất như thế nếu Thiên Vi thật sự xảy ra chuyện gì cậu phải làm sao? Câu hỏi đó không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng cậu, nó khiến tim cậu đau nhói như bị ai bóp chặt. Đến giờ tưởng thụ nhân mới biết thì ra mình đã thích cô mất rồi. Nhưng giờ mới biết liệu có muộn quá không? Sao 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 trái với hai người kia, Thiên Vi hiện giờ đang nhàn nhã ngủ, trong khi các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Lúc An Thiên Nam đưa cô đến bệnh viện thì Thiên Vi đã ngủ quên, khi nãy cô khóc nhiều quá nên mất sức. Bác sĩ đã kiểm tra qua bảo rằng Thiên Vi không sao cả. Nhưng đại thiếu gia An Thiên Nam không tin, một hai khẳng định em gái mình bệnh tim, bắt bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Vị bác sĩ trung niên giận đến xanh mặt nhưng không dám cãi lại, ngoan ngoãn nghe lời. Sau hai là kiểm tra vị bác sĩ kìm nén cơn giận nói: An thiếu gia, tiểu thư thật không bệnh tim, chỉ do xúc động quá mức nên ngất đi thôi. Thật không? Không được, để con bé ở lại kiểm tra kỹ hơn đi. Nếu em tôi có chuyện gì tôi sẽ kiện bệnh viện các người đóng cửa, An Thiên Nam gấp gáp nói, vẻ nhã nhặn thương ngày bay biến mất tiêu. Bác sĩ cùng y tá co giật khóe miệng vâng dạ bỏ đi. Anh Thiên Nam, tiểu Vi sao rồi? Thiên Nam vừa định vào phòng thăm em gái thì bị tưởng thụ nhân kéo tay hai người đến đây xem em tôi chết chưa à thiên nam lạnh lùng nhìn hai người vừa đến anh chợt nhớ đến vừa nãy khi thiên vi bị lý minh ngọc đánh những người khác không can ngăn anh cũng không nói dù sao họ cũng là người ngoài nhưng còn hai người đang đứng trước mặt anh thì khác một người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng em gái anh một người là bạn thân của con bé suốt mấy năm trời thế mà họ vẫn đứng đó làm ngơ bọn em đến thăm thiên vi em muốn xin lỗi cậu ấy